Đây, ui, nó to quá. Ui, tôi dẫn làm con béo đây. Thế bác làm thấy đây à? Đang làm nó đồng cái đấy thấy nó nhìn đầu sợ. Ui, tôi sợ quá. Ui, tôi dám làm cái áo đây. Đây. Tôi sợ quá. Thế bác làm thấy đi ăn về. Ôi chết. Con này sáng cứ về để xào lát miếng cái gì nữa. Chào cho đứa. Đi đằng kia nó sạch, hồ quét. Đây chưa? Con này ngâm rượu là đẹp luôn. Con này động vật hoang dã người ta cấm săn bắt rồi. Con chúa không. Chạy bán sạc cứ cụ xe chạy. Thế này là hệ khi mẹ mới dừng thả. Bây giờ mẹ quê mình nhiều rắn nhỉ. Lúc ông Trương đi có lúc buổi chiều mà bắt được bao nhiêu rắn luôn. Mùa này mùa sinh sản. Xách xách nó lên xong là lấy cái cây đỡ chung. Nhìn bên trên này nhìn là đẹp.
Con này được 3 cân không? Con này vẽ rồi. Thôi đấy. Con này phải làm được gần tầm 1 cân rưỡi. Trứng là đâu trứng? Con bi anh cơ. Con chua này. Con này nó phải làm tầm 1 cân rưỡi mấy. Dạ. Này chắc sắp đẻ rồi nhỉ? Trứng rồi. Yeah.